như ngọn lửa âm ỉ cháy sáng cả trăm năm. Còn tôi thì là một thí sinh đã từng thất bại trong nhiều cuộc thi, nhưng tôi vẫn đứng ở đây trên sân khấu này để truyền động lực cho các bạn đang bất kỳ phương hướng, bất kỳ dự định và bản lĩnh. Bởi vì ít nhất trên sân khấu tôi bản lĩnh 2024, tôi đã làm một số đánh khó phai trong lòng quý vị và giám khảo, các bạn thí sinh và cả các khán giả nữa. Và tôi ở đây để nói rằng tôi là một cô bản lĩnh 2024. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến đây hai khúc gỗ. Khi mà chúng tôi đặt hai khúc gỗ này song song với nhau thì nó sẽ tạo thành một giới bằng. Nhưng nếu chỉ cần một trong hai cái gạch này mất đi thì giới bằng sẽ biến thành giới trừ. Và nếu coi mỗi cái gạch của cái giới bằng này là một mục đích sống, đó là sống để tỏa sáng cái tôi cá nhân và sống cho cộng đồng, thì chỉ cần một trong hai yếu tố này mất đi thì sự cân bằng sẽ biến mất. Nếu tôi chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, sống cho chính mình mà quên đi mất mọi điều ngoài, tôi sẽ trở nên ích kỷ. Nhưng nếu tôi chỉ cố gắng lao ra ngoài, hy sinh cho người khác quá nhiều, thì tôi sẽ quên mất bản thân mình là ai. Và khi ấy thì tôi sẽ không còn đủ năng lượng để có thể cống hiến cho chính mình và cống hiến cho cộng đồng được nữa. Vâng, và mặc dù mục đích của chúng ta là đốt cháy, nhưng hãy định hình cho mình một ngọn lửa cân bằng giữa hai yếu tố. Bởi chỉ có như vậy thì chúng ta mới có được ngọn lửa mãnh liệt bên mình theo thời gian và có thể để lại dấu ấn trọn vẹn nhất cho cuộc đời. Và nếu coi cuộc đời của tôi là khúc gỗ này thì tôi sẽ sẵn sàng đốt cháy nó, bởi vì tôi không sợ sẽ bị thương chết bởi ngọn lửa này, mà tôi sợ rằng mình khi chết đi mình không phải không thể để lại dấu ấn và tỏa sáng cho cuộc đời. Và các bạn thân mến, nếu coi chúng ta là một khúc gỗ, chúng ta hãy dám đốt cháy nó lên để mỗi bước chân của bạn dù chỉ chạm nhẹ trên mặt đất nhưng lại khắc sâu vào cuộc đời. Hãy để cho dấu ấn của chúng ta mãi mãi tồn tại như con số 8 nằm ngang. Và cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp 3D.